tháng 10 âm lịch, tuổi Thân phải đương đầu với cục diện tương hại, đại hạn triền miên, tiền bạc đội nón ra đi. Xin chào quý vị, chào mừng quý vị đã quay trở lại với kênh Phong thủy Gia Cát, kênh thông tin hữu ích chuyên chia sẻ và truyền tải các kiến thức về tử vi, phong thủy và đời sống tâm linh, đặc biệt được hướng dẫn và tư vấn bởi thầy Gia Cát, một trong những bậc thầy về phong thủy nổi tiếng tại Việt Nam. Tuổi Thân là biểu tượng của con khỉ, là con giáp đứng thứ 9 trong vị trí bảng xếp hạng 12 con giáp, và khi khởi vòng trường sinh tính theo tiết khí thì tháng Thân ứng với cung mộ trong 12 cung của vòng trường sinh. Trong lục thập hoa giáp, tuổi Thân gồm các tuổi Giáp Thân 2004-1944, Bính Thân 1956, Mậu Thân 1968, Canh Thân 1980, Nhâm Thân 1992. Từ Hầu còn có nghĩa là con khỉ, đồng âm với Từ Hầu, một tước vị quyền quý trong cung đình xưa. Người tuổi Thân là người thông minh, nhanh nhẹn, họ là người có chí tiến thủ. Cuộc đời của người tuổi Thân thường nhận được sự giúp đỡ của người khác. Cuộc sống của người tuổi Thân khá ổn, tiểu vận khá may mắn, nhưng trung và hậu vận thì phải cố gắng rất nhiều để cuộc sống tốt hơn. Tử vi năm 2020 nhận định vào tháng 10 âm lịch này, người tuổi Thân phải đương đầu với cục diện hợi thân tương hại, khiến vận khí bất ổn, cộng thêm hung thần luôn kề cận, khiến mọi thứ của tuổi Thân rơi vào bế tắc, đại hạn triền miên, tiền bạc đội nón ra đi, thậm chí tán ra bại sản. Và trong chương trình ngày hôm nay, kênh Phong thủy Gia Cát xin chia sẻ đến quý vị và các bạn chi tiết về vận trình công danh, tình duyên và sức khỏe của tuổi Thân để quý vị và các bạn có thể nắm bắt và có những kế hoạch phù hợp. Trước khi nghe kênh Phong thủy Gia Cát chia sẻ tiếp thông tin thì quý vị đừng quên bấm like, đăng ký kênh và nhấn vào tín hiệu chuông để nhận những thông báo mới nhất của kênh và có thể biết thêm nhiều thông tin hữu ích. Có thể nói rằng khỉ là một con vật thông minh, khôn khéo trong 12 con giáp. Bởi vậy mà những người tuổi Thân không những tài giỏi, thông minh, nhanh nhẹn mà còn giàu lòng vị tha, luôn sẵn lòng giúp đỡ những người gặp khó khăn. Những người tuổi Thân rất ham học hỏi, họ có thể thu thập thông tin cho mình ở bất kỳ đâu. Vì thế mà những người này có kiến thức sâu rộng, am hiểu nhiều vấn đề trong lĩnh vực cuộc sống. Họ thích được tự do, thích du lịch và trải nghiệm những điều mới mẻ, thú vị xung quanh mình. Khi đối diện với khó khăn, thử thách, tuổi Thân luôn thể hiện một ý chí quyết tâm cao và sự tự tin của mình. Họ độc lập, giải quyết công việc mà không cần đến sự giúp đỡ của người khác. Con mắt tinh tế, nhìn xa trông rộng sẽ giúp họ lường trước được tất cả mối nguy hiểm ở trước mắt. Bước sang tháng Đinh Hợi, người tuổi Thân phải đương đầu với cục diện hợi thân tương hại, khiến vận khí thăng trầm, tinh thần bất ổn, lo nhiều hơn vui. Có thể nói đây là một tháng khá tất bật với bạn, làm nhiều nhưng chưa chắc được hưởng nhiều. Hung thần đe dọa còn khiến những chú khỉ có thể vô tình rơi vào vòng xoáy tranh đấu, cạnh tranh không lành mạnh, lục đục nội bộ khá gay gắt. Chưa cần biết ai hơn ai thiệt, chỉ cần hiệu quả công việc giảm sút đáng kể. Chỉ thấy hiệu quả công việc giảm sút đáng kể. Cho nên lời khuyên cho những con giáp này là bản mệnh nghiêm cẩn giữ mình, cố gắng giữ vị trí trung lập, tiết chế cảm xúc sẽ hạn chế tình huống tai bay vạ gió xảy ra. Chuyện không liên quan tới mình thì tốt nhất không nên tham gia, hãy rạch ròi giữa công việc và tình cảm, đừng để bản thân mình bị lôi kéo vào những màn thị phi đó. Bù lại, tình hình tài chính của bản mệnh trong tháng khá sáng. Chính tài là các thần che chở cho vận trình tài lộc của bạn với nguồn thu chủ yếu đến từ công việc chính. Điều này có lợi cho những người theo nghiệp kinh doanh. Tình hình buôn bán ngày càng thuận lợi, đạt lợi nhuận cao, có thể vượt định mức. Có điều, chi phí phát sinh cũng nhiều, cần chi tiêu khoa học để tích lũy khoản dự phòng, dùng cho các tình huống khẩn cấp. Chuyện tình cảm của bạn cũng có nhiều chuyển biến tích cực nhờ đào hoa vượng. Nhân duyên khác giới ngày càng rộng mở, các bạn độc thân chủ động tham gia các hoạt động tập thể, tiệc tùng, cơ hội gặp đối tượng ưng ý là rất nhiều. Tuy nhiên, mọi chuyện nên diễn ra theo đúng tuần tự, bạn nóng vội mà đốt cháy giai đoạn thì rất dễ hỏng việc. Tình hình sức khỏe trong tháng của bản mệnh không có gì đáng lo ngại, chú ý lái xe cẩn thận, tránh tai nạn xe cộ là được.
Ngoài ra, thời tiết mùa thu sẽ gây ra các bệnh về đường hô hấp, chú ý dưỡng sinh cho phổi. Quý vị thân mến, để có thể nắm rõ những vận may mà tuổi Thân sẽ trải qua trong tháng 10 âm lịch, trong phần tiếp theo của chương trình, kênh Phong Thủy Gia Cát xin chia sẻ chi tiết vận trình tử vi của tuổi Thân qua tất cả các phương diện. Xin mời quý vị và các bạn hãy cùng theo dõi. Sự nghiệp của tuổi Thân trong tháng 10 âm lịch. Xem tử vi tháng 10 của 12 con giáp, dưới tác động của cục diện tương hại, người tuổi Thân có nguy cơ đối mặt với một tháng làm việc tất bật, liên tục đương đầu với nhiều khó khăn, áp lực. Thời điểm vận khí thăng trầm, tinh thần bất ổn, lo nhiều hơn vui, khối lượng công việc tăng lên khá rõ, việc nào cũng cần gấp rút hoàn thiện. Vì thế mà bạn luôn trong trạng thái vắt chân lên cổ để làm việc, chứ không còn được thảnh thơi như thời gian trước. Có thể nói đây là một tháng khá vất vả với bạn, làm nhiều nhưng chưa chắc được hưởng nhiều. Đặc biệt, hung thần này đe dọa còn khiến những chú khỉ có thể vô tình rơi vào vòng xoáy tranh đấu, cạnh tranh không lành mạnh, lục đục nội bộ khá gay gắt. Các mối quan hệ xã giao thiếu hài hòa. Tất nhiên, việc gì cũng có hai mặt tốt xấu. Tốt ở chỗ có cạnh tranh là có phát triển. Xấu ở chỗ nó khiến bạn phải suy nghĩ, lao tâm khổ tứ nhiều. Thậm chí không khéo còn có thể vướng tai bay vạ gió bởi những chuyện không hề liên quan đến mình. Chưa cần biết ai thiệt ai hơn, chỉ thấy hiệu quả công việc giảm sút đáng kể. Nếu không sớm khắc phục, điều tiếng tới tai cấp trên thì bạn có thể không tránh khỏi bị trách mắng. Cho nên, lời khuyên cho con giáp này là bản mệnh nghiêm cẩn, giữ mình, cố gắng giữ vị trí trung lập, tiết chế cảm xúc sẽ hạn chế tình trạng tai bay vạ gió xảy ra. Chuyện không liên quan tới mình thì tốt nhất không nên tham gia, hãy rạch ròi giữa công việc và tình cảm. Đừng để bản thân bị lôi kéo vào những màn thị phi. Trong tháng còn có sự xuất hiện của sao Thiên Vu. Đây là cát tinh, song không tác động quá rõ lên vận trình công việc của con giáp này. Cho nên bên cạnh những cạnh tranh đấu đá kia thì công việc của bạn vẫn tiến triển đều đều, có cảm giác chững lại, chưa có sự đột phá, đôi khi khiến bạn cảm thấy nhàm chán, không muốn hoặc ngại phấn đấu. Tài lộc của tuổi Thân trong tháng 10 âm lịch. Tử vi tháng nhận thấy công việc không được suôn sẻ như mong muốn, nhưng bù lại tình hình tài chính của người tuổi Thân trong tháng 10 âm lịch lại khá sáng. Đây quả là niềm an ủi rất lớn đối với bạn. Chính tài là cát thần che chở cho vận trình tài lộc của bạn với nguồn thu chủ yếu đến từ công việc chính. Tiền hết lại có, bằng bản lĩnh và sự nhạy bén thời cuộc, cộng thêm chút may mắn từ vận trình. Bản thân kiếm được một khoản thù lao đáng ngưỡng mộ. Cát thần sẽ trợ giúp nhiều hơn cho người theo đường kinh doanh. Việc buôn bán hanh thông, bản mệnh có một tháng thu nhập khởi sắc, túi tiền lúc nào cũng rủng rỉnh. Một vài dự án đầu tư có dấu hiệu sinh lời. Việc kinh doanh đúng hướng như càng khẳng định được lựa chọn ban đầu của bạn là đúng đắn. Nhờ vậy, con giáp này càng có thêm động lực để cố gắng, nắm bắt được cơ hội hiếm có để tăng doanh thu, tài lộc ùn ùn đổ về nhà. Ngoài ra, tháng này có thái âm cát tinh nhập mệnh. Trong tháng này, quý nhân của những chú khỉ phần lớn là nữ mệnh, hãy chú ý điều này. Chỉ có điều, vì cục diện tương hại vẫn có thể tác động từ xa, nhắc nhở tuổi Thân làm gì cũng cẩn trọng, quản lý túi tiền thật chặt, đề phòng bị mất trộm, kẻ tiểu nhân lừa gạt. Lại thêm, các chi phí phát sinh cũng không ít, vì thế nếu không có kế hoạch tài chính tốt thì cũng chỉ ở mức đủ ăn, đủ tiêu. Con giáp này cần phải biết xem xét tình hình để chi tiêu khoa học, để tích lũy khoản dự phòng, dùng cho các tình huống cấp bách. Tình duyên của tuổi Thân trong tháng 10 âm lịch. Cùng với tài lộc, tình duyên cũng là một điểm sáng phải kể đến trong tháng Đinh Hợi của người tuổi Thân. Có nguyện lệnh lâm mộc dục chiếu rọi, vận đào hoa của những chú khỉ khởi vượng, rất có lợi cho các mối quan hệ xã giao. Đặc biệt là người độc thân, nhanh chóng tìm được đối tượng ưng ý. Nhân duyên khác giới ngày càng rộng mở, các bạn độc thân chủ động tham gia các hoạt động tập thể, tiệc tùng. Cơ hội gặp đối tượng ưng ý là rất nhiều. Tuy nhiên, mọi chuyện nên diễn ra theo đúng tuần tự. Bạn nóng vội mà đốt cháy giai đoạn thì rất dễ hỏng việc. Tuy nhiên, với các cặp đôi, đào hoa quá vượng lại có thể phản tác dụng, trở thành đào hoa xấu, gây tổn hại tới mối quan hệ của bạn và nửa kia. Nhất là khi con giáp này vốn rất hòa đồng, nhiệt tình, thích giúp đỡ người khác nên có rất nhiều mối quan hệ. Chính điều này có thể khiến mệnh chủ sẽ bị vướng vào những mối quan hệ phức tạp, ảnh hưởng hạnh phúc của gia đình.
Kể cả trường hợp bản thân bạn không có suy nghĩ ngoài luồng nhưng liên tục bị người khác theo đuổi, cám dỗ quá lớn, sớm muộn gì cũng không tỉnh táo thì sẽ bị sa ngã. Cho nên hãy giữ khoảng cách thích hợp với người khác giới để tránh tự tay phá hủy hạnh phúc của mình. Xem tử vi tháng 10 của tuổi Thân âm lịch, phương diện sức khỏe của bạn không có gì đáng lo ngại. Chú ý lái xe cẩn thận, tránh tai nạn xe cộ là được. Tuy nhiên, áp lực và khối lượng công việc tăng lên về lâu dài có thể gây ảnh hưởng xấu tới cơ thể bạn. Triệu chứng thường thấy nhất là mất ngủ, đau đầu do căng thẳng kéo dài, rụng tóc, ăn uống kém ngon, nên tìm cách cân bằng và giải tỏa tâm lý càng sớm càng tốt. Ngoài ra, thời tiết mùa thu sẽ gây ra các bệnh về đường hô hấp như viêm phổi mãn tính, ho hắng kéo dài, viêm phế quản. Bạn cũng nên chú ý dưỡng sinh cho phổi. Quý vị thân mến, vận trình của tuổi Thân tháng 10 âm lịch gặp phải nhiều trắc trở, vừa đương đầu thái tuế, vừa đương đầu với cục diện hội, thân, tương hại, khiến con giáp phải gồng mình đương đầu với khó khăn triền miên, làm nhiều nhưng chưa chắc được hưởng nhiều, tiền bạc cũng lần lượt tan biến, thậm chí là tán gia bại sản. Để có thể hóa giải vận hạn này thì các chuyên gia phong thủy khuyên người tuổi Thân hãy đeo vòng tay tam hợp quý nhân Thân, Tý, Thìn hàng ngày để kích tài, kích lộc và mang lại bình an cho mình. Năng lực của tam hợp khí ở vòng sẽ giúp bạn đả thông năng lượng ngưng tụ thiên, địa, nhân khí, giúp bạn xua đuổi những hung tinh, tà ma và những kẻ tiểu nhân ganh ghét trên con đường sự nghiệp của bạn. Bên cạnh đó, vòng còn đem lại tài lộc, may mắn, thuận lợi trong sự nghiệp và mang quý nhân phù trợ cho bản mệnh. Hy vọng những nội dung trong chương trình ngày hôm nay đã giúp quý vị và các bạn có được những thông tin hữu ích. Rất cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi chương trình. Quý vị đừng quên like, đăng ký và nhấn vào tín hiệu chuông để nhận những thông báo mới nhất của kênh và không bỏ qua bất kỳ video và thông tin nào từ chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình lần sau.